Hạnh phúc là gì? Có phải khi nỗ lực của ta được đáp lại bằng địa vị? Có phải là khi ta là người giỏi nhất trong những người giỏi? Có phải là nhận được sự yêu mến của hàng ngàn người xa lạ? Có thể đúng ở một số thời điểm, nhưng liệu đó có phải là hạnh phúc thật sự? Hạnh phúc đích thực đôi khi lại đến từ những điều giản đơn, từ những người luôn ở bên cạnh ủng hộ, động viên mỗi khi chúng ta mệt mỏi hay chùn bước. Họ là những người trao cho ta sức mạnh để bước tiếp trên hành trình cuộc đời. Có lẽ, hạnh phúc đơn giản là khi nỗ lực của chúng ta mang đến những điều tốt đẹp cho sức khỏe của bố mẹ. Là khi có bố mẹ đồng hành, chia sẻ từng khoảnh khắc chiến thắng và thất bại. Là khi chúng ta có đủ sức mạnh để thực hiện ước mơ, vì biết rằng đằng sau luôn có sự ủng hộ vững chắc của gia đình. Dù định nghĩa về hạnh phúc có khác nhau, nhưng một nền tảng sức khỏe vững bền và cuộc sống tiện nghi vẫn là nền tảng của hạnh phúc. Trong thời đại phát triển, khi những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, việc trang bị thang máy gia đình đã trở thành một phần quan trọng để hỗ trợ người thân di chuyển giữa các tầng dễ dàng hơn. Điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sự tiện nghi và thoải mái, giúp gia đình thêm vui vẻ, hạnh phúc. Để thang máy Mitsu Nhật Bản đồng hành cùng gia đình bạn, để mang lại sự an toàn, tiện nghi, sang trọng và cuộc sống hạnh phúc cho bạn và những người thân yêu.